trai cái dự án của hai đứa không nè? Dạ, đồng ý. Cô có một cái món quà, cô được phép chọn thêm một bạn để đi vào bên trong. Cô chọn bạn Amelia. Chào các con tên là Amelia Princess Wu và mentor của con là cô Thục Vân. Con xin bắt đầu trình bày cái dự án của con. Sản phẩm thì con có 3 sản phẩm là phong cách sống, sức dinh dưỡng và yoga. Thì trong phong cách sống các bạn có thể học kỹ năng sống, giải phóng hình thể, giao tiếp, trang phục, sức dinh dưỡng thì các bạn có thể bổ sung quá trình tập luyện tăng cường dinh dưỡng chất vitamin, yoga trampoline, chương trình tập nhảy kết hợp các môn thể thao. Lợi ích tham gia 3 trong 1 phong cách trampoline và dinh dưỡng phong cách thì có thể giúp cho các em học được các kỹ năng xã hội. Trampoline nó giúp cho các em rèn luyện sức khỏe và dinh dưỡng là bổ sung trong quá trình bé phát triển. Và tổng mấy cái đó là solution, giải pháp phát triển toàn diện cho trẻ em. Hình thức hoạt động, các khóa học online miễn phí và có phí. Các hoạt động offline là định kỳ, bán các thức ăn uống dinh dưỡng đóng gói sẵn và bán quảng cáo, cho thuê người mẫu quảng cáo và cho thuê MC nhí, dịch vụ coaching riêng tại nhà. Kế hoạch phát triển thì sau 2019 thì sẽ có một cuộc thi của Modification. Còn 12/2020 thì có 5 trung tâm tại Ho Chi Minh City. Có mời các coi cái bản của con. Kế hoạch truyền thông online, Facebook, group, fanpage và chatbot. Kế hoạch truyền thông là social, KOLs và video clip, live stream và digital. Và trong cái này là mình dùng cho online. Kế hoạch truyền thông YouTube thì mình có YouTube Kids và nhiều cái YouTube mình có thể đăng lên để dạy học cho nhiều trẻ em. Kế hoạch truyền thông là ưu đãi giảm giá, quà tặng thì đó là một cái tốt nhất con nghĩ ra từ lâu lắm rồi. Và kế hoạch truyền thông thương hiệu logo là mình có thể lắng logo trên áo, cặp bình nước, nón và cả móc khóa nữa. Kế hoạch doanh thu, đây là cái doanh thu của con mời các coi ạ. Dự án của con có tên là Modification. Thì trong Modification có 3 sản phẩm là dinh dưỡng, yoga trampoline và phong cách sống. Và ai mà có cơ hội để đi vào Modification thì sẽ có một cơ hội để nói tiếng Anh với con. Con xin hết. Cảm ơn con.
Dạ vâng, trong dự án của Emilia thì em sẽ bổ sung thêm một số cái ý là trong giai đoạn đầu, trong kế hoạch doanh thu ấy, thì các con có thể thấy là mình sẽ có một cái lộ trình dài tới năm 2020. Thì trong lộ trình đó thì trong giai đoạn đầu thì các bạn sẽ, dự án của mình sẽ tập trung quảng cáo trên online, sẽ tạo một cái app để các bạn có thể đăng ký thành viên để tập những cái chương trình thể thao trên cái app đấy. Còn trên YouTube thì sẽ được miễn phí, nghĩa là mình sẽ giới thiệu một số cái bài tập của mình thôi. Trên YouTube là miễn phí, nhưng mà khi mà cài app thì để có thành viên trong cái app đấy thì thành viên sẽ trả cái phí cho bên trung tâm của mình. Thì cái doanh thu đó thì sẽ thu từ những cái thành viên sử dụng app, và cộng thêm là cái phần doanh thu mình sẽ thu từ là mua những thức uống mà mình tạo ra để bổ sung dinh dưỡng, vitamin trong quá trình tập luyện thể thao, cộng với lại những cái hướng dẫn, những cái phong cách sống cho bé trong giai đoạn mà những cái bé trong thời đại bây giờ. Thì đó là tổng quan những cái sản phẩm và kế hoạch truyền thông sẽ tập trung lên mảng online, tại vì chi phí mình không nhiều này, mình sẽ giai đoạn đầu mình không làm offline mà mình chỉ tập trung online, những cái online thôi. Thì trong cái dự án này thì Emilia sẽ mong muốn là được các coi đầu tư cho bé trong cái hạng mục, một là những cái địa điểm để bé có thể tổ chức những sự kiện offline để sinh hoạt cộng đồng mình với nhau, những cộng đồng mà các bạn đã sử dụng trên YouTube hay là trên app. Thứ hai là đầu tư 20 triệu đồng để có thể xây dựng một cái app ban đầu, đầu tư ban đầu sử dụng cái app. Đó là những cái chi phí mà Emilia mong muốn các coi đầu tư cho bé trong giai đoạn này. Cảm ơn các coi đặt câu hỏi và nhận xét khi cái của con. Đầu tiên là cho chú chúc mừng con. Nghĩa là từ cái lúc mà bữa trước mình gặp nhau thì những ý tưởng của con hôm nay là rõ ràng hết rồi. Và cũng cảm ơn cô Vân là đã mentor cho em để có cái dự án nó hoàn chỉnh hơn. Thì hôm nay là chú thấy rất ấn tượng khi mà con và các bạn tập luyện và nhảy, đúng không ạ? Thì thực sự ra cái kế hoạch bữa nay nó rõ hơn bữa trước rất nhiều, đúng không? Tức là mình tập trung cái thời điểm đầu là mình chỉ tập trung online và xây dựng hình tượng. Cái hướng đi nó rất là tốt. Thực sự ra để mà nói mà mình tạo một cái channel, mình tạo một cái fanbase á, rồi sau đó mình bán một cái sản phẩm gì á, rất là khó. Cho nên nếu mà con đi cái hướng lúc đầu vậy là tốt. Thì cho chú hỏi là chú thấy là có mời cái shake này với các coi nè. Thì cái shake này là hiện tại là con cũng dự định là bán hả hay sao? Dạ, cái shake đó là cái shake để con chỉ bán cái bột protein thôi ạ. Ok. Thì con bán trong cái chương trình của con luôn đúng không ạ? Thì con có dự định là bán nó vào thời điểm đầu không? Hay là sau này khi con bắt đầu mở lớp rồi bán? Con nghĩ là sau này mở lớp rồi bán. Hay là cái shake là một loại bột mà mình nhập khẩu từ Mỹ về, và để tạo cái dinh dưỡng cho bé trong quá trình tập luyện thì các bạn sẽ mình sẽ có những công thức pha cái shake này khác nhau, pha cùng với trái cây, ngũ cốc và những cái loại bột khác. Nhưng mà cái shake này chính là bột dinh dưỡng và bổ sung cùng trong những cái thức uống khác, như anh phải pha nước chuối này, pha nước cam này, pha nhiều loại khác nhau. Thì cái đây là những cái công thức, đó là công thức bí quyết riêng của Emilia, và bạn sẽ là những người giới thiệu cái công thức dinh dưỡng đó cho cộng đồng riêng của mình ạ. Ok. Thì có nghĩa là thời điểm đầu là con cũng sẽ chia sẻ cái cách làm cái này cái kia. Dạ đúng. Thì nó là protein shake hả? Hay cái gì dạ, con? Okay. Nó là shake dinh dưỡng. Rồi. Thì có nghĩa là cái này nó sẽ bổ sung cho các bạn mà năng động, tập luyện nhiều, nhảy, trampoline, even yoga. Bất cứ người nào uống cũng được. Vậy vì hả? Nó sẽ giúp rất là nhiều. Ok. Thì chú không có tập thể dục, chú không dám uống. Thứ nhất đó, khi mà có con ra sân là cô thấy con rất là khỏe mạnh rồi. Tức là khi mà mình tham gia vào cái hoạt động của con là Model Fit Kids thì chắc chắn là cái benefit là nó phải khỏe cái đã. Cái đó là cái đầu tiên mình phải show cho khách hàng, đúng không? Là tham gia vào chương trình của Amelia là sẽ khỏe mạnh. Thứ hai là chăm sóc sức khỏe, ngoài cái việc mình tập luyện thì mình có thêm vấn đề dinh dưỡng là liên quan đến cái shake. Và thứ ba nữa là những cái hoạt động khác ha. The other activity, giống như là như con nói là có thể tương tác với con bằng tiếng Anh. Tại vì tiếng ngoại ngữ của con rất là khá, và con có thể giúp cho các bạn tự tin trao đổi với con bằng một cái ngôn ngữ khác, không phải là ngôn ngữ tiếng Việt. Cái vấn đề còn lại làm thế nào để cho khách hàng là phụ huynh học sinh, rồi các em nhỏ quan tâm tới và sign up vào cái chương trình của Amelia. Con là một cái nhân tố rất là quan trọng của cái dự án này, bởi vì con là một cái model hoàn chỉnh,
con yêu thể thao, con vận dụng được thể thao vào cuộc sống của con. Và con nói tiếng Anh tốt, con hoàn hảo trong cái việc trao đổi kiến thức cũng như thông tin với các bạn khác. Nhìn vào con thì các bạn nhỏ cũng muốn được như con, và phụ huynh cũng muốn làm sao để con cái của họ có một chút cái cá tính và cái gọi là cái điểm nổi bật của con. Thì cái nhiệm vụ của con và cũng là cái trách nhiệm của con trong cái dự án này nó rất là lớn. Đó, thì con đã chuẩn bị gì cho mình chưa? Khi bước chân vào cái dự án này thì con thấy con tự tin là con có những yếu tố nào để con thể bước chân vào dự án này mà con không ngần ngại, và con sắp xếp thời gian học tập của mình như thế nào để con tham gia vào dự án này? Dạ thì con sẽ, trước khi làm ra thì con với mẹ con đã bàn là một tuần thì mình sẽ gặp nhau một lần thôi, để người ta đến cái trung tâm đó người ta trao đổi. Chỉ là một lần thôi, cho nên con nghĩ con sẽ có thời gian để con làm để học. Ok, vậy là con có cái lịch trình và sắp xếp được thời gian của bản thân đúng không? Tốt. Cô hết câu hỏi rồi, cô hỏi hết một lần luôn. Dạ, cảm ơn rồi cho cô hỏi Amelia. Cô rất là thích cái dự án của con, bởi vì cô bản thân cô cũng là một người yêu thể thao và đặc biệt là môn thể thao aerobic. Thì cái dự án của con là có 3 trong 1, thì cái nội dung này cô rất là thích, đặc biệt là cái nội dung đầu tiên là mình phát triển kỹ năng. Thì con có thể cho cô biết rõ hơn là mình phát triển những cái kỹ năng nào và bằng cách nào, hoặc là các bạn sẽ nhận được những cái giá trị gì từ cái nội dung thứ nhất của con? Dạ, trong dự án của con là có 3 phần là dinh dưỡng trampoline và sheet dinh dưỡng. Thì trong cái trampoline thì các bạn, một cái trampoline thì có thể là có 3 bạn, thì mấy bạn sẽ nhảy trên trampoline, 3 bạn sẽ nhảy trong cái trampoline, nhưng mà 3 bạn thì không đủ, cho nên con định là 1 bạn nhảy trên trampoline xong rồi sẽ đến bạn khác. Thì như vậy sẽ giúp cho chị em như là giảm cân rồi thích hợp cái cân vừa đủ thì họ muốn luyện sức dẻo dai. Dạ, và còn cái shake là cho các bạn tập thể thao thì các bạn nên uống, tập xong rồi nếu mà có giờ nhảy giải lao thì các bạn nên uống. Thì lần nào con tập con cũng uống hết á, để cho nó có cái dinh dưỡng để tốt. Ok, một cái câu hỏi nữa dành cho con đó là hay là chắc nhờ cô Thục Vân đi ha, là mình thấy cái dự án này trên cái biểu đồ doanh thu á thì rất là lạc quan, khá là lạc quan. Thì không biết là hai cô cháu có nghĩ tới cái việc mà chi phí mình phải bỏ ra, rồi những cái về nhân lực. Tại vì cô thấy là mình có branding trên Facebook, rồi các kênh truyền thông khác thì cũng, đó là một cái kênh khá hữu hiệu. Nhưng mà mình có cái lực lượng mà để branding. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là cái khách hàng mục tiêu của mình là trong giai đoạn đầu là online hay là offline, rồi cái mặt bằng mình chuẩn bị cho cái dự án này như thế nào? Dạ, thì em xin trả lời là trong cái phân tích SWOT nãy chị có thể thấy là trong cái phần thách thức của mình ấy, và cái điều khó khăn đó chính là nguồn nhân lực, nhân sự và cái chi phí đầu tư ban đầu. Thì do vì vậy là trong 6 tháng đầu năm cho đến hết 2019 thì mình sẽ tập trung tất cả trên về truyền thông, sẽ làm kênh online và dựa vào cái quan trọng đó chính là Emilia cũng như là cô Quang vừa nói, chính là bạn là một nhân sự key của dự án này. Bạn nền tảng của bạn đã có sẵn là một người yêu thể thao, một người có phong cách sống mà bạn học rất nhiều kỹ năng ngoài xã hội rồi. Thì đây chính là một hình tượng mà mình sẽ có những fanpage là đưa hình ảnh của bạn để cho những cái bạn khác noi theo. Bạn sẽ tổng hợp bao gồm nhiều kỹ năng khác. Như vậy thì nhân sự thì nguồn chính vẫn là sự hỗ trợ chính là Amelia, còn có mẹ và cô sẽ hỗ trợ về cái việc là xây dựng và truyền thông trên online cho bạn. Do vậy là vì nhân sự thì mình nghĩ là trong giai đoạn đầu mình sẽ chưa có cần tuyển ai cả, mà mình chính chỉ nguồn lực mình đang có. Nên là cái phần quan trọng đó chính là cần sự đầu tư về địa điểm để có thể tổ chức những buổi offline, và đó là những chi phí rất là cao. Nếu mình bỏ chi phí mình thuê thì sẽ mất một cái chi phí rất là cao. Ví dụ như là cô Quý Anh có thể tài trợ cho địa điểm ở Victoria chẳng hạn, đó là địa có thể các bạn tập trung ở đây để các bạn có thể sinh hoạt, giao lưu tiếng Anh với nhau và những kỹ năng sống với nhau thông qua những cái bài học trên app. Đó là những cái mà dự án của Amelia cũng mong muốn các coi đầu tư ạ. Thì cô cũng có một cái gợi ý thêm cho Amelia là con cũng nên nghĩ đến việc mà mình sẽ hợp tác
với một số nơi mà có những cái mặt bằng sẵn và có sẵn khách hàng để mình có thể là gọi là hợp tác kinh doanh và phát triển thêm kỹ năng cũng như là share khách hàng với nhau. Ha. Thì trong kế hoạch dài hạn dự án này thì trước khi mình có mặt bằng ở 2020 thì mình sẽ đi hợp tác cùng những trung tâm khác. Ví dụ là mình đến trường để mình hợp tác với trường học để dạy những cái môn ngoại khóa ngoài giờ, thì mình sẽ hợp tác chia sẻ cùng với trường, nghĩa là trường sẽ tuyển sinh học sinh ở trường đó, mình sẽ đưa giáo viên chính là Amelia đến dạy cho các bạn ở đó, thì mình sẽ không mất chi phí địa điểm, không mất chi phí đầu tư gì cả, mình chỉ chia sẻ về doanh thu trên mà cái khoản nhận được từ trường thôi. Thì em nghĩ là đó là một kênh ban đầu, mình không cần đầu tư nhiều mà mình chỉ cần cái nhân lực và cái thương hiệu của mình thể hiện như thế nào qua những cái mà hình ảnh của Amelia ở đây chính là những một ảnh xác thực nhất mà các bạn có thể nhìn theo. Ok, cảm ơn mentor Thục Vân và Amelia. Cảm ơn Vân và Amelia cho cái buổi thuyết trình về cái dự án của con, của hai thầy trò. Thì ở đây thì mọi người chắc cũng đã hiểu thêm về cái dự án rồi. Thì hẹn thầy trò vào cái phần sau để phần quyết định đầu tư. Cảm ơn. Cảm ơn. Chị thì chị muốn làm thời trang. Còn em thì em muốn làm tranh gạo. À, hay là chúng mình phối hợp lại làm thời trang gạo nha. Ok. Xin chào các coi. Con tên là Suri Phương Anh. Và đây là em, Sushi Đăng Khôi. Dự án của chúng con là thời trang vintage gạo. Mentor của con là chú Nguyên. Xin chào tất cả các coi. Chúng con sẽ thu mua những bộ trang phục cũ của các bạn về, sau đó chọn ra những trang phục mang phong cách vintage, sau đó sẽ trang trí cùng với phụ kiện gạo của em Sushi. Em Sushi là người đã làm ra phụ kiện gạo này. Con xin chào các cô chú coi. Con tên là Sushi Đăng Khôi, hiện con được 5 tuổi. Tại vòng thi trước, con đã làm tranh gạo mini, còn hôm nay con đổi lại, con làm hạt gạo trên nền gáo dừa. Cái này để trang trí lên bộ đồ của chị Suri Phương Anh. Còn cái này nó có làm được cái gì nữa không em? Cái này để cho phong cách hơn, để cho đẹp hơn và để bán được nhiều hàng hơn. Tại sao mà con muốn thực hiện dự án này? Bởi vì con muốn đem lại đức tính tiết kiệm cho các bạn nhỏ. Con không muốn mà những cái bộ đồ mà mình đã mua về rồi, mình đã mặc rồi chợt không mặc nữa thì mình không phải đi đem bỏ, mà sẽ đưa cho tụi con để làm ra những bộ trang phục mới và đẹp hơn nữa, và sẽ giúp các bạn biết yêu quý hạt gạo của Việt Nam hơn, và sẽ giúp các bạn nhỏ có điều kiện khó khăn. Điểm khác biệt của thương hiệu tụi con mà các thương hiệu khác không có là vì những sản phẩm tụi con làm ra nó rất là độc đáo, chỉ có một cái không có cái thứ hai, và giá cũng rất là hợp lý. Thí dụ ở chỗ khác bán với giá là 200 đến 300 ngàn một cái chưa trang trí gì hết, thì đối với tụi con bán với giá là 150 thôi, bởi vì tụi con mua đồ cũ về và trang trí lại nó sẽ rẻ hơn được một tí. Và tụi con sẽ bán online và offline. Online thì tụi con sẽ bán trên Fanspace Series House của chúng con và Fanspace
Wow Art của chú Nguyên. Và offline thì tụi con sẽ làm một cửa hàng nho nhỏ tại Victoria và sẽ bán cho các bạn nhỏ khi tới đây. Tụi con cần đầu tư 50 triệu để xây dựng lên một cửa hàng nho nhỏ tại Victoria. Con bán được một năm thì con sẽ hoàn lại vốn cho nhà đầu tư. Con nghĩ dự án này sẽ đem đến được cho các bạn tiết kiệm hơn, không uổng phí những vật xung quanh mình và sẽ cho các bạn yêu quý hạt gạo Việt Nam hơn. Hạt gạo không chỉ để ăn mà còn để làm đẹp cho cuộc sống và sẽ giúp các bạn nhỏ có điều kiện khó khăn được đến trường, được đến lớp. Con xin hết, mời các coi có ý kiến. Con có cái phần có một điểm khác biệt là con quên nói chú Nguyên bổ sung á, là con là một con với em là những cái đứa bé rất là sáng tạo thì nên là mới ra được một bộ đồ là một cái. Thì bây giờ đó là con với em sẽ thể hiện cái sự sáng tạo của mình bằng việc mà phối đồ thêm cho ba coi ở đây có được không ạ? Ok, rồi. Tụi con mình nhìn các coi ở đây xong tụi con lựa ra để mà phối vô nha. Sushi với Suri suy nghĩ. Rồi. Sushi con lựa này để làm cho ai? Con dạ. Nhìn ai là sẽ cần cái này nè. Đi xuống mình nhìn trực tiếp luôn. Đó. Rồi, còn con thì con chọn hai cái sushi. Đi, chọn hai cái, ba cái gì đó. Cho các cô chú đây phối vô. Có băng dính không con? Dính chưa? Dính không? Chắc không? Rồi, yes, nice. Hay quá. Còn chú. Chú khó lắm. Chú thì con thích làm sao? Tìm toát mồ hôi luôn á. Con thích chú thì con làm thôi. Không thích sao? Thì con làm à. Con thích thì con cứ thử thôi, tại thử thôi mà, đúng không? Con thích trong cái góc nhìn của con thích là được. Thích cái nào? Ok, màu vest đó là phù. Rồi đây. Con thích cái dáng đúng không? Này có miếng dáng nè. Rồi. À cái đó để cho chú có cần dây không? Dạ, dạ rồi. Đó là cái dự án đó. Thì Nguyên cũng nói thêm chút xíu thôi là do là các bé còn đi học á nên là mình sẽ chủ yếu là cho các bé bán online. Thì Suri với Sushi thì đều có một cái lượng người hâm mộ nhất định trên fanpage rồi. Thì giống như Sushi á là có thể nói tiếng Anh, có thể nhảy, có rất là nhiều cái tài năng nên là cái fanpage của bé rất là đông. Còn bạn Suri thì cũng đã đang bán một số đồ cùng với mẹ ở trên fanpage mà bạn là người bán hàng, nghĩa là livestream á, nên là chủ yếu thời gian sẽ là làm trên online. Xong rồi cuối tuần á là mình muốn có một cái cửa hàng nho nhỏ ở đây để mà các bạn đến Victoria chơi á thì mình sẽ có cái thông điệp là đi chơi và được quà, có nghĩa là đến đem một cái đồ đến để mà đóng góp á thì sẽ giảm được cái phí, mình đổi được, mình có tiền mà thì mình sẽ giảm được cái giá vé đó, thì mình sau đó mình lại bán luôn những cái đồ mình đã phối rồi luôn, nghĩa là mình tận dụng cái lượt khách hàng ở đây luôn. Thì cuối tuần thì hai em mới đến để mà trực tiếp, để mà nó không ảnh hưởng cho cái việc học tập. Thì mình ở cái độ tuổi của các em thì mình tóm gọn lại là hai cách bán hàng như vậy để đảm bảo cái việc học và cái thông điệp mà muốn gửi tới các cái bạn học sinh, đó là tiết kiệm. Dạ. Chứ có một cái Phương Anh quên nói là cái việc mà tạo cái quỹ của con á, con nói cho các cô chú nghe, để con quên nói cái cách thức để mà cái quỹ đó làm sao. À dạ, thì mỗi sản phẩm con bán được con sẽ trích ra 10.000 để bỏ vào quỹ Series House của chúng con để giúp cho các bạn nhỏ không có điều kiện được đi học, được đến trường. Hay quá. Rồi, các coi có thể đặt câu hỏi cho cô cho có em. Một câu hỏi đầu tiên cho bộ ba quyền lực này. Thứ nhất là đồ con làm thì rất là dễ thương và cô thấy là nó đa dạng. Vậy cho cô hỏi là với cái tính đa dạng của sản phẩm như thế này thì con sẽ quản lý việc sản xuất nó như thế nào? Tức là ví dụ như cái nguồn cung cấp của mình, hay là mình phải tự cắt rồi mình tự đi tìm nguyên vật liệu,
Ở như Suri á, thì là muốn là tái chế từ quần áo. Vậy thì cái tái chế quần áo với cái đồ gọi là accessory này nè, cái đồ nữ trang này, thì nó liên quan thế nào với nhau? Dạ, những cái bộ quần áo này thì con sẽ thu mua từ các bạn học chung trường, chung lớp ca hát, lớp nhảy, lớp người mẫu của con. Về thì con thì không có biết cắt may nên là con sẽ thuê người cắt may cho con và trả tiền. Cái này nó là một bài toán khá là nan giải. Tại con các con là một đội được ghép lại từ hai mảnh ghép. Hai cái đều handmade hết. Bộ quần áo handmade mà được tái chế từ quần áo đã dùng rồi. Và Suri, con lại phải thể hiện cái tính sáng tạo của con là bởi vì con phải cắt may lại. Còn nếu con không cắt được, không may được thì con lại phải thiết kế lại cho người khác con cắt. Dạ, con có thể vẽ lên đó luôn. À đó, đúng rồi. Có ý là cô nói là con thiết kế lại cho người khác xử lý cái bộ quần áo cũ đó. Nhưng mà để combine cái sản phẩm của Sushi với Suri thành một cái sản phẩm cuối cùng thì cô chưa có nhìn thấy được cái kết nối đó. Cái này chắc là kho cái... Hiện tại là sau khi Sushi tạo ra mấy bộ quần áo á, thì Sushi mới xem coi là em đang có những cái gì có sẵn. Sau đó thì mới trang trí lên đính lên. Đây là các cô chú sẽ thấy là đính lên như thế này. Sushi á mới gom cái phong cách của mình á trong thời trang á, đã gom lại để có cái sự kết nối giống như cô với anh hỏi á, là chỉ là vintage thôi. Chứ trước đây là Sushi làm nhiều phong cách là thể thao rồi rất là hiện đại, nhưng mà khi phối hợp với em á, bởi vì em đang có những cái như này thì là mới gói gọn lại là vintage. Thì đó là cái để mà rất là dễ phối hợp với nhau. Tại vì bản chất là những cái đồ phụ kiện gạo truyền thống với lại phong cách vintage. Đấy thì Sushi phải lên internet, đã phải tìm hiểu lại cái phong cách thời trang vintage như thế nào. Bởi vì muốn là phối hợp với lại em đó. Thì cái hiện tại là hai em kết nối với nhau là như vậy ạ. Vậy tụi con đã bán được sản phẩm nào chưa? Dạ rồi. Con có lượng khách rất là nhiều người đặt, nhưng mà là do việc học nên là cũng bán được khá ít ạ. Nghĩa là con bán là quần áo mà con tái chế lại đó hả? Dạ. À, thì hồi nãy như con nói là trung bình là 150.000 một cái quần mà đã có đính vô rồi. À, là đã có kết hợp luôn của tức là bộ quần áo sau khi được tái chế thì vintage lại, có design lại với những cái accessory này thì mới là 150.000. Thế thì một tháng như vậy con dự trù là bao nhiêu bộ quần áo sẽ được sản xuất lại, tái chế lại? Dạ, mục tiêu thì con sẽ bán một tháng là 100 bộ quần áo. 100 bộ vậy là 10 triệu ha. 15 triệu doanh thu. Con tính cái bài toán mà để hoàn vốn lại cho mấy coi đi. Cô đang hỏi cái phần đó đó, nhớ không? Tháng bán 100 cái thì lời nhiêu? Dạ lời, tiền lời của con là 50.000. Con sẽ lấy ra 10.000 rồi con bỏ vào quỹ của con thì chỉ còn 40.000 thôi. Là 4 triệu. Vậy là chi phí sản xuất của con là 10 triệu. Dạ là khoảng 30% á. Tất cả tiền lời là khoảng 30%. 30%. Thì tính là 12 tháng, đúng không? 12 tháng thì con bán được bao nhiêu? Mục tiêu của mình là sao? Mục tiêu của mình là tính 10 tháng trừ 2 tháng Tết thì không có bán được. Ra thì được để đủ cái hoàn vốn cho các coi 50 triệu á. Tính tiền lời đó ra đó, 50.000 nhân cho 10 tháng, 12 tháng gì đó. Thì để mà hoàn lại cái vốn 50 triệu đầu tư cái cửa hàng đó cho Phương Anh. Cô hỏi luôn hai chị em á, khi mà đơn hàng của mình quá nhiều đi và chỉ có một mình Sushi biết làm chanh gạo và chỉ có một mình Suri biết thiết kế, thì như vậy mình có cái giải pháp nào cho tương lai là nếu như mà cái lượng khách hàng của mình quá đông rồi á, thì lúc đó con có nghĩ tới chuyện tương lai là mình sẽ phải làm những cái bước tiếp theo là mình phải làm gì không? Dạ, những cái đồ tái chế về gạo này thì ở nhà Sushi đã có một đội ngũ nghệ nhân làm rồi ạ. Và những cái đồ như của con thì con sẽ muốn người làm thêm. À, tức là về nhân lực là mình cũng đã có chuẩn bị tư tưởng sẵn, là khi mà khách hàng bùng nổ khách hàng thì mình đã có một cái backup. Yeah. Là mình sẽ làm những gì? Cảm ơn con. Nhưng mà hỏi con là cái việc, tại vì theo như chú biết á, là con đang bán nhiều một số sản phẩm khác đúng không? Như là slime hay cái gì đó chú có nghe qua.
thì theo chú biết là con cũng có một cái lượng fan tốt cho cái đó, thì cho chú hỏi là tại sao lại con lại quyết định làm cái này nữa? Con thích làm cái này hơn cái kia. Thích cái này hơn cái kia? Dạ. À rồi, cái giống đó như đây là cái ước mơ của con, còn cái kia chỉ là con thích, con làm cho vui thôi ạ. Rồi rồi, vậy là quá tốt, vậy là định hình vậy thì tốt. Thì thật sự ra cô chú ở đây thấy nó rất là khó, ngay cả cô chú mà nghĩ ra cái chuyện muốn làm á, tại cái bài toán của con nó khổ cái là con phải làm những cái sản phẩm handmade đó, cái nguồn nguyên liệu là quần áo cũ. Chú thì chú nghĩ là nếu mà cái hướng của con là như cái câu nói đây là cũ nhưng mà không phải để bỏ đi á, thì theo như chú nghĩ là con có thể làm một cái hướng nào đó cho nó nhẹ hơn, mà con có thể làm nhiều hơn. Đó là con thu gom quần áo cũ và con tặng lại, không cần kinh doanh, nhưng mà với hình thức là một dạng charity, thì những người khác có thể hỗ trợ bằng cách là, tại vì con livestream con bán hàng mà đúng không, thì bây giờ con có thể livestream con kêu gọi người ta ủng hộ cho con, và con sẽ là người bận những bộ đồ đó lên và phối theo ý của con. Thì như vậy cái hình thức nó lan tỏa nhanh hơn và rất nhiều người sẽ hỗ trợ. Thì thật sự ra cái bài toán này tính thì theo như Bảo nghĩ là kinh doanh một năm cũng khó lắm, cực khổ lắm, tại vì quần áo thời trang mà nó nhiều người muôn màu muôn vẻ lắm, để mà người ta mua lại một bộ đồ phải rất độc đáo, giống như bộ đồ con đang bận là rất hợp rất đẹp, thì cái đó có những cái như vậy. Nhưng mà con, chú thì chú không biết là con sẽ sản xuất ra bao nhiêu đồ, tại vì cái đồ nó phụ thuộc vào cái nguồn con thu vào đó. Thì chú nghĩ là cái ý tưởng con rất tốt làm cái này, nhưng mà về gọi là lâu dài thì chú chưa thấy nha. Cái cách thức để mà ra cái bộ á là mình lấy thật nhiều cái đồ cũ và coordinate lại, xong mình chỉ phối là cái áo này thì đi với cái quần gì, xong đó mình mới thêm cái này vào là nó đã thành mới rồi của người mới đó, ta đúng không? Dạ đúng rồi, thì đó là cái hình thức mà nó phù hợp với các em ở đây á, là đối với Nguyên á là trẻ em khi mà làm mỗi dự án khởi nghiệp á thì mình cái mục tiêu của mình là cái gì, thì Nguyên thấy là mình nên hướng các em là học được cái gì, học được ý nghĩa của dự án, học được các kỹ năng của để làm chủ bản thân, để phát triển những cái kỹ năng mà trong trường học không có, rồi sau đó cho các em một cái tư duy về khởi nghiệp, những cái kỹ năng cơ bản về khởi nghiệp, để rồi sau đó các em có thể làm những dự án khác phù hợp hơn trong tương lai khi mà các em có nhiều thời gian hơn đó. Thì nên là lý do tại sao mà mình không có hướng các em là phải tính xa hơn, phải làm nó chuyên nghiệp hơn, phải tính về cái sản xuất các thứ. Bởi vì nếu mình có tính được thì bản chất các em cũng không có thời gian làm, hoặc là nếu các em làm các em sẽ bị ảnh hưởng việc học. Thành thử ra lúc mà Nguyên mentor cho các em thì Nguyên nói mình hãy giữ nó ở những cái điều rất là đơn giản, thực tế, và thật sự là các con học được cái gì. Các con học được là phải linh động thay đổi khi mà hợp tác với người khác. Các con phải học được là phải dành thời gian để mà bán hàng, tại vì tất cả những người làm chủ thì đều phải biết bán hàng hết. Đấy, thì những cái bài học nho nhỏ đó là cái mà Nguyên chú trọng khi mà Nguyên kèm cho các em. Nên là cái dự án được trình bày nó là đi theo rất cái hay. Hướng như vậy. Dạ. Rất hay. Cảm ơn Nguyên, hay quá. Cảm ơn chú Nguyên và hai chị em. Thì chắc là mình hẹn nhau vào cái mục tiếp theo là quyết định đầu tư. Dạ. Rồi, chào. Hai team đã quay lại với chương trình Coi. Thì đây là cái phần mà các Coi ở đây sẽ quyết định là đội nào sẽ vào trong, sẽ thắng cuộc cái đợt tranh cãi kỳ này. Thì về phía hai dự án, mỗi cái nó có cái vẻ riêng. Mà thực sự ra nói về thực sự là một cái dự án để đầu tư thì các Coi đã bàn bạc kỹ hơn và thực sự đã quyết định là dự án của Amelia vượt trội hơn nhiều. Cho nên cô chú chúc mừng con, dự án của con chiến thắng. Rồi, con cũng xuống bắt tay các cái Coi luôn. Cảm ơn con. Chúc mừng cô Tường Vân. Chúc con. Chúc chị Suri. Chị Sushi. Suri cố gắng lên nha. Cố gắng lên, cố gắng lên. Thương vụ tiết hôn vẫn còn rất nhiều dự án thú vị, và hãy chờ xem những tập mới của Thương vụ tiết hôn.